Chào các bạn nha, thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Ở đây đang có chiếc xe Winner V3, bên đây là V2 các bạn. Thì cái bộ này được cửa hàng mình sơn lại nha. Và mình chỉ nói là màu sơn zin thôi. Màu sơn zin là những cái xe như mà bên đây là sơn zin nha các bạn. Thì các bạn lên Winner V3 mà up cho V2 bên này thì các bạn thay dàn áo có gắn được không các bạn? Thì đầu tiên thì cái bộ áo bên này á, nếu mà bộ áo zin thì nó tầm khoảng 5,2 triệu, mà bên đây là khoảng tầm 5 triệu, 5,1 triệu vậy đó, rẻ hơn một chút các bạn. V3 sẽ rẻ hơn V2. Và các bạn, nếu các bạn up lên nguyên một dàn áo thì chúng ta cần phải thay thế những gì các bạn? Thì mình thấy cái chó đèn là cái hai chiếc nó sẽ giống nhau nè, và tất cả các chi tiết nó đều giống nhau các bạn. Để chúng ta có thể gắn được nè. Cái chỗ mặt đồng hồ này nó hơi khác chút xíu, nhưng mà mình nghĩ là gắn được nha các bạn. Hai cái đồng hồ nó sẽ khác nhau đây. Đó. Còn cái này là cái màu mình cửa hàng mình sơn lại nha các bạn. Bên mình có bán xe mới luôn, các bạn nào có nhu cầu thì các bạn mua. Thì khi mà chúng ta gắn là từ V2 mà lên V3 thì các bạn cần phải thay thế là cái nhan nè. Hai cái đèn nhan nó sẽ khác nha các bạn. Cái ổ này nó sẽ lớn nè, nó bao quanh một cái khu này luôn. Còn bên này nó có một cái lỗ để chúng ta gắn hai cái đèn nhan nó ra ngoài này nè các bạn. Thế này mình đã gỡ ra để mình đậu này nó bị cắn cọ qua còn lại các bạn. Đây. Mình chỉ cần thay thế chỗ này thôi, chi tiết này thì cái cụm này thì nó cũng khoảng 400 ngàn thôi. Tầm khoảng 400 ngàn thì chúng ta sẽ thay thế cái cụm này lên cho chiếc này ha. Là chúng ta sẽ gắn được các bạn. Rồi, mình sẽ báo giá lại cho các bạn ha. Thì có bộ bên này nếu các bạn bộ áo zin mới luôn thì bên mình đang bán giá là khoảng 5 triệu các bạn. Còn bên này thì khoảng 5,2 triệu, mắc hơn 100 ngàn các bạn. Thì đó là cái thắc mắc rồi mình muốn để giải đáp cho các bạn trong cái clip ha. Thì V2 lên V3 thì tốn khoảng tầm 6 triệu rồi chúng ta sẽ gắn được các bạn, chưa tính tiền công ha. Chứ còn công thay thế thì nó tùy theo chỗ không bạn. Một V1 mà chúng ta lên V3, V2 vẫn được các bạn, nhưng mà tốn hơi nhiều hơn thôi. Chúng ta phải thay luôn cái chó đèn, đồng hồ rồi chúng ta phải thay hết thì chúng ta mới gắn được các bạn. Thì đó là nội dung trong clip này mình giới thiệu cho các bạn ha.